Từ những cái lúc mà đi trên chuyến tàu này, tàu thuyền má ơi, má ơi, sáng ra khơi gì đó. Mình đang ở trên tàu, thế là mình sẽ làm cái concept mà nó tàu trên thủy sản. Nhưng mấy trên tàu này nó nguệch ngoạc lắm. Thế nó cũng vậy. Em cho một vết cắn ở cổ thôi. Thế là thành vừa cắn xong vừa hơi biến. Không, nó lại đỉnh hết kia. Em cũng giống vậy, bây giờ em chỉ cần bây giờ con giật là chuẩn đúng. Em vừa đáng sợ nhưng em vừa đáng yêu nhá. Wow. Đây là ai? Mình giả bộ mình sợ đi. Cậu quần. Trông em giống con điên ở trên tàu ấy.